không chịu quay người vậy. Mì rất như tôm thôi. Lily. Cái gì? Bánh mì luôn nha. Quay bánh mì cho cô chú. Mua đồ gì vậy? Show heo quay. Anh chị nó có bán ốc dài choi, bọng ngư rồi. Cua nâu. Đích chiều nay chị nghe chứ mà Lily với chị Tâm á hả? Ba ạ. Chị Nga là đại gia mà sinh nhật chị Nga hả? Dạ, ê, mà, chúc mừng chị Nga, chúc mừng sinh nhật chị nha. Chúc mừng chị Nga sinh ra đời. Nga là chị Nga sinh nhật. Chị Nga kêu ngày nào cũng sinh nhật đấy đó. Sinh nhật em đó, tặng quà em đi. Lily với nè, cột tóc đuôi gà nữa chứ. Để về sắp đi đâu. Đầu em buộc hoài đó đâu. Buộc cái tóc hoài đó đâu. Bánh mì là 15k một ổ nha cô chú. Đó, quay cảnh cảnh luôn cho cô chú thấy ổ mì nè. Trời ơi, quá trời là thịt mà. Sáu ổ bánh mì. Ủa có giò heo chưa em? Dạ, cũng có giò heo. Lát ơi, 8 giờ cô quay lại đi. Rồi có hộp chứ đừng dám hứa ha. Nè cô, có điện thoại này nè con. Ủa chồng. Mì đất như tôm tươi, các cái mì nó kia sạch sạch. Ủa?
Ủa bữa sau mà tự nhiên chị em đình công hết vậy? Có mình chị Thu ra bán thôi. Chị 15 nó nói gì đi đâu ai biết. Bánh mì heo quay gì có luôn. Đó, số điện thoại phía trước đó cô chú. Số điện thoại trên người Lily đó. Đó. À. Số điện thoại trên người Lily. 15 anh ơi, có thói tiền không? Qua đây anh trai. 15 có thói không em? Heo quay mà sợ nắng quá, để các bạn điện máy xanh luôn. Nắng nó sáng nó chiếu vô mắt nó không thấy được. 15 có nói không cha? Lấy ổ tìm chị á, chú ra chú đứng đây mà chú kêu ồ chú tìm chị Tâm hả? Ờ chị Tâm cho cái gì vậy? Thấy chị Tâm chế bán giờ chế khổ 320 kg mấy ngày chồng bè tượng rồi ở thói không anh? Chị ơi, hai lạng chắc chặt không? Chắc nhỏ.
nữa đó chị. Sắp mới vừa mua 2 kg, tưởng chặt 2 kg, rốt cuộc là không chặt 2 kg. Nhiều khách về nhà tự chặt á. Ông ngang miếng to, chặt miếng to, miếng nhỏ, chặt miếng nhỏ. Đậu vô đậu ơi. Đậu vô con. Lily chặt xe quay thì chị Tâm làm bánh mì. Anh Hạnh đang dặn gì? Kéo quần hoài. Ông thấy nóng. Ông mà đang làm đồ cuốn Nga mà kêu nước ngoài mà học được không? Món này bán trà sữa được không Lily? Bữa nào ghé quay món món gì đó, món mì gì hả? Món lẩu gì đó. Mình đi về, đi qua cái thời gian mình nó nghịch quá, mình đi sớm quá. Thứ bảy à, có nhạc không ta? Thứ bảy không có nhạc à? Nửa ký pha rội nạ em. Dạ. Chặt không cô? Chặt luôn. Ủa, mừng quá, nửa ký chặt. Lấy 100 cà ram đó xíu. Lấy ba rồi nhạc á. Dạ, cái này hơn nửa ký lấy luôn con. Ờ, chặt thì nữa. Cái này nhiêu? 550 gram á. 170. 170 với 100 gram có chứ. 30 nữa là 200 chặt. Cái tí để chung rồi đi. Cô giòn thấy cỡ luôn á, cô chú phụ hãng tóc. Để riêng. Chụp hình luôn Lily. Đó. Ok rồi. Chụp nhìn hình xấu đúng không? Chứ đẹp quá sao được. Chụp nó phải xấu xíu chứ. Về mới lấy chuột cà lên được chứ. Chị Tâm cái cười á. Cười gì? Có ai cười đâu. Ba chục hai ổ. Hết nhiều. Cách là vô chặt 5 kg nữa coi. 5 kg nữa. 5 kg nữa, đủ 5 kg nữa là đủ clip. Đi đào. Hết tiền không anh ơi? Dạ, nghe.
tiền. Nửa tiền. Chị 15 cái thái em chạy. À, anh. Tự nhiên kêu người ta rồi quay qua rồi xuống kêu không có. Ba bốn tạ năm chục, ấy hai năm ngàn. Bốn tạ năm ngàn. Cái độ giòn của da heo quay á, cô chú thấy ông Lily cắt ra đó. Cái này mà để cái mic á, xét vô luôn nữa thôi á. Chịu không nổi đâu. Nói chung em cũng có cái mic mà làm biến lấy ra bỏ vô lắm. Bữa nào mình bỏ cái mic á, để cái mic á, nghe độ giòn thử như thế nào.
tục bánh mì heo quay, heo quay bánh mì. Nè mấy nước mắm chị nước sốt đó chị. Cái bình đỏ chị pha nước tương chưa? Về pha thêm mấy ổ. Hồi nào Lily đếm coi đếm miếng thịt không? Bỏ trong một bánh mì không? Hả? Có không? Đếm bao nhiêu miếng bỏ vô trong một bánh mì cho nó công bằng. Ớt quá trời là ớt chứ cô chú ý. Ai ăn ớt được có ớt. Ớt bỏ tươi luôn. Bỏ tươi. Có 15 em, có nói không em? Là chị nghe nghỉ hả? Chạy thêm.